Đây là cảnh chị quay qua mỉm cười, mỉm cười với cụ ông giống như là mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi vậy đó. Này chỉ là lấy qua vai của Jay thôi. Đấy đúng rồi, trời góc này ổn luôn. Đó, ổn ổn ổn. Đó là bây giờ nhá, em kêu action là chị ok lên nhá. Còn bây giờ là camera set nè. 2, 3, action. Cười. Nhanh quá, bây giờ chị chờ xíu nha. Khi nào em kêu đưa tay hẳn đưa nha. Tại vì em, rồi lại nha. Rồi keep rolling đi. 2, 3, action nè, đúng rồi. Đợi xíu đầu Jay đang quay quay. Đúng rồi, chị chỉnh cái đầu chị về lại giờ chính diện. Rồi, rồi đưa tay. Đúng, đưa tay lên chị. Cái tay chị giống như đưa số 3 vậy đó chị ơi. Chứ nó, cái chữ ok nó bị ập vô trong rồi. Giống như là Wolverine vậy á. 2, 3, action diễn viên ra nè. Camera đi nè. Đúng rồi, đẹp nè, xuất sắc. Tuyệt vời. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Ơ chết mẹ dính tôi rồi. Xin lỗi mọi người. Cut. Làm lại. Chứ anh đứng bên này nè, khi nào em kêu anh chạy lên anh nè. Trời ơi. Từ cái dáng đi về dáng chậm đúng không là nhanh. Không, anh cứ đứng đây chờ chút, chưa đến cảnh của anh. Cái Berlin đó chị, thì xong chị ra nha. Được chưa chị ơi? Ồ tuyệt. Rồi, sắp. Đúng rồi. Good. Ok. Cut. Ủa? Cái gì vậy? What the fuck was that? Jesse kìa. Ủa? Jesse ơi. Em làm gì vậy Jesse ơi? Bây giờ mình cần thêm một vài cảnh khóc mà nó có cái gọi là nó là có thêm giọt nước mắt quay cận sát cận. Em đi sát lại gần mặt nó thử được không em? Đúng rồi, bên phải nhìn qua nhá. Má ghê quá. Trời ơi, nó ghê lắm nè mọi người ơi. Ông ai dám hiểu con đẻ luôn á. Cái mặt bình thường đâu chị. Rồi xong rồi, chuẩn bị miếm mồi ngay. Đầy quan trọng rồi chị ơi. Đúng rồi, miếm đi. Đúng. Cut. Đây rồi. Ủa đây là ai? Chồng ta đâu rồi? Cái gì vậy? 692. 692. Ở đây bé Bi. Ngồi ở đây. Bé Bi ngồi ở đây. Chồng ở đâu rồi? Chưa. Bé Bi ngồi ở đây. Bé Bi ngồi bên cái gối. Được. Xuất sắc. Bên kia. Như tấm khát vậy. Đúng rồi. Hỏi gia đình mình đang ở đâu nữa hả? Ủa đó mình để cho nó quỳ vậy đó hả? Vọng nó lên coi. Nó đang thành hình được không? Sao đâu. Đúng rồi, tí nữa kêu diễn này. Giữ nguyên vậy nha. Bây giờ trước mắt là nam chính lên trước. Nam chính đứng đây nói chuyện với bố mẹ trước. Xong rồi nữ phụ từ trong này chạy vô nha. Nữ phụ chị chạy trong này chạy vô. Xong rồi mới đứng thế vô nha. Ok. Đâu mất cười. Để xe trong gara còn mất không mọi người? Không có đâu anh, em đẹp. Để đi. Cái gì vậy? Tại ơi, bố tới rồi. À, từ. Mình giờ này mình về đấy. Chào trời. Bà ơi, chào bà.
Sao anh tương trước kìa. Từ từ giới thiệu diễn viên nè, giới thiệu diễn viên nè. Ok, bây giờ mà bác sĩ nó dám là con gái mình đã dạy tới bình chướng vậy là bình chướng vậy nè. Rồi, à, lúc này mà cảm xúc mà nó lên á, mà mình có diễn được thêm cảnh gì như kiểu đứng lên đánh nhau hay cản hay cái gì thì cứ diễn thoải mái nha, không có vấn đề nha. Ok, camera set. Set. 2, 3, action, boy nè, vô. Rồi chửi đi. Đó, đúng rồi, chửi. Rồi xong. Nữ chính hất hạ, à, nữ thứ hất hạ cho vô em ơi. Rồi chạy vô. Đúng rồi. Quậy. Đúng rồi. Quặp quặp tay vô nè, đúng rồi. Thở dốc nè, an ủi quan tâm nè, rồi sao? Ủa sao chị đeo cái mặt nạ như vậy mà rồi? Cut. Lại nha, không có đeo mặt nạ nha. Rồi lại nha, làm lại nha. Ờ, để làm lại như nào, mình bỏ cái miếng đó hả chị? Ờ, bỏ cái miếng đi chị nha. Ok. Rồi, camera set. 2, 3, action. Rồi, cãi nhau nè, đúng rồi. Đúng, thật khủng khiếp. Nữ thứ vô em ơi, bị chửi quá rồi. Vô em ơi. Đúng. 2, 3. Bây giờ chị đang vui nha. Chị bây giờ chị đang vui, xong rồi tâm trạng chị chuyển buồn bởi vì chị chờ 8 tiếng đồng hồ rồi mà chưa có phòng nào tới nha. Rồi, tâm trạng chị đang vui. Đúng rồi, đang vui. Đúng rồi. Cái mặt nó đẹp nè. Camera set nè. Rồi, action. Đúng rồi, đợi xíu cái mặt nó quay qua nó ngước bên kia tí. Đúng rồi, ngó rồi nè. Good rồi á chị ơi. Ok cut. Rồi bây giờ cánh bồm. À, quay cận bồm nha, quay cận bồm. Chị cứ đứng ra ngoài bờ xong lại giùm em đi. À, tài quá. chị đừng có nhảy xuống đó luôn. Chết tụi em với chị ơi. À, bầu trời sập tối hợp lý quá rồi nè, bầu trời sập tối hợp lý quá rồi nè. Rồi camera set đi. Okay. 2, 3, action. Đúng rồi. Bồm. Đó, hay lắm. Đúng rồi. Chị ơi, mình đừng có lạm dụng cái đó. Chị nervous 2, 3, 4 gì đó khác đi. Có cái khác á. Đúng rồi. Xuất sắc. Rồi, bây giờ quay cái chân chị bước lên nha. Bây giờ quay cái chân chị bước lên trên này nha. Quay cái chân.